Thời tiết miền Bắc đang trên đà tăng nhiệt khi mà khối không khí lạnh đang dần suy yếu, trời sẽ có nắng vào trưa chiều. Dạng thời tiết này sẽ duy trì đến cuối tuần tới khi ngày 26 tháng 1 có một đợt không khí lạnh khác rất mạnh tràn về. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch về phía biển tạo ra đới gió đông đưa ẩm từ biển vào. Miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, sương mù dày đặc vào sáng sớm. Hà Nội và nhiều tỉnh đồng bằng ven biển sáng nay còn xuất hiện hiện tượng quá mù ra mưa. Đến trưa, khối không khí lạnh suy yếu, đới gió đông ẩm không còn hoạt động mạnh. Bắc Bộ đã có nắng, nhiệt độ tăng lên 23 đến 25 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, khối không khí lạnh và đới gió đông sẽ còn suy yếu thêm. Vì thế từ ngày mai đến ngày 25 tháng 1, Bắc Bộ sẽ duy trì kiểu thời tiết không mưa, sáng sớm sương mù, trưa trời chuyển nắng. Đến rạng sáng ngày 26 tháng 1, đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn về, gây mưa và kéo nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng nhiệt độ giảm xuống dưới 15 độ, vùng núi xuống dưới 13 độ. Đợt rét này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày và sẽ tăng nhiệt trở lại vào trước Tết ông Công ông Táo.